Chào quý cô chú anh chị nè. Hôm nay em có vài cặp cái center á để báo giá đến quý cô chú anh chị mình nha. Đầu tiên cặp cái center một màu đỏ rực cô chú anh chị. Nè, cô chú anh chị thấy không? Đùi đít ha. Con này cao 1m1 yếu nha cô chú anh chị. Nó cầm 1m09 của chú anh chị. Nè, rúng chuyền của chú anh chị. Rúng chuyền yếm nè. Đó, sai tích nghiêm chỉnh. Chân thì 4 chân trụ to 8 móng sò. Chân thì có kiền khú của chú anh chị. Đó, nó mới đi ăn ngoài vô nó còn hơi dính sình nữa của chú anh chị. Nhưng dính sình mà nhưng cái màu đỏ đó vẫn là đỏ của chú anh chị. Nè, cái đuôi nó của chú anh chị thấy qua nhượng luôn ha. Đó. Lưng thì lưng đôi của chú anh chị. Nè, của chú anh chị thấy lưng đôi không? Gu thì gu bạc ha. Nè, sái tích thì sái mặt nghiêm chỉnh của chú anh chị. Rau miệng thì to. Mỏ thì rạo, mỏ thì lớn, ăn phàm ăn ha. Rồi kế bên là một con gái center của chú anh chị. Con này cao 1m cứng của chú anh chị. Cái đuôi thì chà bá của chú anh chị, sái tích thì cũng nghiêm chỉnh luôn. Nè. Nó đi ngoài dính cám, hôm nay trời hơi tối của chú anh chị, cũng chiền ha. Thấy yếm này của chú anh chị thấy phùng phền không? Nè. Con này cao 1m02 lớp 3 của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy không? Rồi. Cặp này em báo giá cho cô chú anh chị mình nhanh gọn lẹ luôn, 25 triệu 500 ngàn nha cô chú anh chị. Một cặp cá center nha. Một con 8 tháng, một con 5 tháng của chú anh chị. Ha. Con này nè. Đó, cô chú anh chị thấy không? Nó cao 1m02 lẻ 3 gì cô chú anh chị. 1m05 luôn á. Em trừ 2 cho cô chú anh chị mình. 1m05 luôn. Con này cao 1m1 yếu của chú anh chị. Hai con à. Cô chú anh chị thấy không? Đó. Hai con này có giá 25 triệu 500 cho cô chú anh chị mình ít tiền ha. Nè, ít tiền không phải bò sáu của chú anh chị. Đó, ít tiền mà rúng vẫn chiền của chú anh chị. Yếm vẫn dày. Đó. Nè, hai con một màu đỏ rực, sái tích nghiêm chỉnh của chú anh chị. Lưng đôi hết nha cô chú anh chị nè. Cô chú anh chị thấy lưng đôi nha. Đó, lưng đôi á, cái lưng hai gan hết ngay đầu trụi nè cô chú anh chị. Đầu ngắn nè. Cô chú anh chị thấy không? Nè. Em quay hai bên cho cô chú anh chị mình coi ha. Cặp này có giá 25 triệu 500 nha cô chú anh chị. Con nào cũng rúng chiền hết cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy không? Rúng chiền mông to ha. Đó. Giá yêu thương nha cô chú anh chị. 25 triệu 500 ngàn nha. Cô chú anh chị thấy không? Đó, em quay cho cô chú anh chị mình coi á. Mặt ngắn của chú anh chị thấy không? Hai con giá 25 triệu 500 ngàn nha cô chú anh chị. Con bên này đây. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Rồi. Còn tiếp theo là một cặp mẹ con của chú anh chị. Một cặp này nhà thì chú này á cho con mẹ chữa rồi á. Nên chú tách con ra cho riêng chứ không có để chung được. Để chung nó bú mà mẹ đứng ốm của chú anh chị. Tách này cũng thiệt lâu rồi của chú anh chị. Tách này cũng 2 tháng rồi. Gần 2 tháng là chú nói tại bú mà mẹ nó ốm quá cho khi mà phối giống 3B con bò này nó chữa của chú anh chị. Chữa được 1 tháng bị nhà chú bỏ chú biết mà. Bỏ được 1 tháng cái chú lẻ con luôn, để con bú mẹ quá. Chú thấy tội nghiệp á nên chú tách luôn. Tại vì hoàn cảnh chú cũng không may á cô chú anh chị. Nên chú bán cặp bò này để chữa chạy lo trong công việc không trẻ trị bệnh của chú. Nè. Con bò này thì cao 1m1 của chú anh chị. Nè, bò con nó thì cao 1m1 nha. Cao 1m1. Con mẹ nó chữa tầm 4 tháng của chú anh chị. Đó. Con con nè. Con nó thì đà đầu trụi của chú anh chị. Lưng đôi của chú anh chị. Nè, lưng đôi ha. Đây con mẹ cũng sái tích nghiêm chỉnh một màu đỏ rực của chú anh chị. Đó. Con mẹ nó yếm nè. Đó, cũng rúng chiền luôn của chú anh chị. Đó. Nè, mông đùi nè. Con mẹ nó chữa 4 tháng rồi. Mẹ này mẹ con này 51 của chú anh chị. Giờ nó chữa lứa 2 của chú anh chị. Rồi cô chú anh chị mà mua chung mẹ con thì có giá 48 triệu 500. Còn cô chú anh chị nào muốn mua riêng cũng được nha.
tại chú nhà anh tách con ra rồi đó, thì cô chú anh chị mua riêng cũng được chứ không sao hết, tại con mẹ anh chữa rồi, mẹ anh chữa 4 tháng rồi cô chú anh chị, sái tích nghiêm chỉnh luôn ha. Ừ, con mẹ nó rúng chuyện ít mà anh đẻ con rúng chuyện nhiều của chú anh chị đó. Tại chú nhà chú sợ nó bú mẹ ốm á nên chú tách ra đó, để cho con mẹ nó mập chữa. Chú thấy nó bú nhồi vào mẹ quá chú tội nghiệp, chú tách ra ha. Nè, còn một con rồi cô chú anh chị thấy không, đẻ một con rất là tốt của chú anh chị, sái tích nghiêm chỉnh của chú anh chị đó, mẫu bông bay của chú anh chị đó, mẫu bông bay của chú anh chị thấy đúng yếm nè, yếm nè, yếm về cui nè, ồ đó của chú anh chị mình thấy không, con cao 1m1 mẹ chữa là 4 tháng của chú anh chị đó. Cô chú anh chị nào muốn mẹ con cũng được, muốn mua riêng mua chung thì cũng được nha cô chú anh chị, mua chung thì giá 48.500.000, còn mình mua riêng thì giá nó hơi nhỉnh tí xíu nha cô chú anh chị đó. Em quay để cô chú anh chị mình coi ha, bà mẹ đó, bà mẹ một màu đỏ nè, đẻ ăn con nào cũng màu đỏ nè cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cô chú anh chị, con cái sinh tơ nè, con này phối giống chủ nhà nó phối giống ba bê được 18 ngày của chú anh chị nè, của chú anh chị thấy không, sống lưng màu đỏ nè, bô tay của chú anh chị này, bô tay ha, con này cao tầm 1m22 bò của chú anh chị, 22-23 bò đó, nó có cái tiền trước cái này nè của chú anh chị, nó có cái tiền ha nè, mặt ngắn lau miệng to, mấy cái này phạm ăn dữ lắm của chú anh chị, sái tích thì nghiêm chỉnh của chú anh chị đó. Con này có giá 22.500.000 nha của chú anh chị, giá 22.000.000 nha. Đúng này nó cũng chèn nè cô chú anh chị, nó chìm ít cái gân sữa nó dạng á cô chú anh chị thấy không, 4 vú đều ha. À, con này có giá 22.500.000 của chú anh chị, nó cao 1m22-23 bò của chú anh chị đó, cô chú anh chị thấy không, em quay cho cô chú anh chị mình coi. Đó, cô chú anh chị thấy không, bên đây bên kia luôn ha. À, đúng nè, đúng chiền nè, có gần sữa dần dạng rồi của chú anh chị thấy không, 4 chân trụ to 8 con sọ hả của chú anh chị, giá 22.500.000 cho chú anh chị, giá yêu thương nha, chú anh 22.000.000 của chú anh chị, anh mới lộn đó, thì của chú anh chị mình coi ha. Còn này là con cái tới con của chú anh chị, con cái tới con nè đó, nó đẻ khoảng 2 con của chú anh chị, 2 con à, nó mới tới con, mùi vú nó còn nhận dạng của chú anh chị thấy không đó, cái rúng nè, rúng dài của chú anh chị, con này có giá 17.000.000 nha chú anh chị, một màu đỏ rực luôn nha, tại nhà nuôi dơ quá đó. Con này thì phối kem nha chú anh chị, phối kem nó được 17 ngày rồi của chú anh chị, vậy của chú anh chị mình canh thêm ha, nếu nó có lên giống thì mình phối lại, còn không lên giống thì nó chửi cô chú anh chị đó, cô chú anh chị mình thấy không. Lông nhuyễn da sát, mấy con này nuôi cũng mau mập mau lên đó chú anh chị, tại nhà thiếu nuôi thôi cô chú anh chị, chứ về nuôi nó mập cô chú anh chị. Con này nó cao tầm 1m22-23 bò cô chú anh chị đó, chú anh chị thấy không, chân kiền khú luôn ha đó, nhà nuôi cũng bỏ bê của chú này uống chiền ha. Rồi rồi cuối cùng là 2 con đặc sản nè cô chú anh chị, 2 đặc sản là sinh tơ của chú anh chị, sinh tơ mà anh chữa của chú anh chị nè, mấy con này là anh chữa nọc đẳng bàn nha cô chú anh chị, chữa nọc đẳng bàn, con này cao 1m19 bò của chú gì, mẫu Bombay nha cô chú anh chị, nào yêu thích mẫu Bombay thì đây cho chú anh chị nè, yếm nè, rúng nè, đúng cái đúng chiền nè cô chú anh chị, đúng chiền ở nè, con này chữa tầm 7 tháng ngoài của chú anh chị đó, cô chú anh chị mình thấy không, chữa tầm 7 tháng ngoài cấp mình đó, con này mẫu Bombay bầu của chú anh chị đó, Bombay bầu nó nữa, nó cao lắm, 1m22-23 là cùng của chú anh chị, giờ nó cao 1m19 rồi đó, nó cao tầm 1m22-23 của chú anh chị. À, nó chữa 7 tháng của chú anh chị. À, cô chú anh chị thấy lưng đôi không?
lưng đôi nha, lưng đôi nè. Ừ. Bò ảnh dạng lắm của chú anh chị, mình mới về mà mình rờ rẫm đâu cũng được hết chú anh chị, mấy bò dạng này nữa, cái việc sinh nở của nó mình cũng dễ dàng trong việc mình cho nó bú, mình chăm sóc con nó cũng dễ nữa của chú anh chị. Đó, con này rất là hiền dạng của chú anh chị thấy không, cao 1m19 bò của chú anh chị nữa, nó đẻ được 4 con, nó cao lên 1m22, 23 bò của chú anh chị, tại mẫu Bombay bầu nó vậy á. Thì cô chú anh chị nào đã từng nuôi á thì mình cũng biết nha chú anh chị, mẫu Bombay thì nó dễ ăn, khéo nuôi con, rồi lại mát sữa nó của chú anh chị, cái vú nó màu chú nó xuống này của chú anh chị thấy không. Đó, con này có giá 27 triệu nha của chú anh chị, có giá 27 triệu nha. Rồi cô chú anh chị nào khu vực miền Tây á, mình mua em ghép xe cho chú anh chị đi nha, cô chú anh chị mình yên tâm, em ra em ghép xe em ra tới nhà mình cái giá nào trên của chú anh chị, không cô chú anh chị mình không có tốn phí nha. Khu vực Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh của chú anh chị, còn những khu vực khác á, thì mình có thể chịu phí thêm tại nó xa quá cô chú anh chị, tại em có chuyến xe đi Trà Vinh á, thì những khu vực đó em bao tiền ship cho chú anh chị mình luôn được ha.